các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với tuần 3 của những bài tập phục hồi cho các khớp. Với bài tập của tuần 3 này thì chúng ta sẽ tập thêm 6 động tác. Và tuy nhiên thì sau khi tập những động tác, trước khi tập những 6 động tác của tuần 3 này thì bạn phải hoàn thiện những động tác của tuần 1, những động tác của tuần 2 và sau đó chúng ta mới tiếp tục những bài tập động tác của tuần 3 các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu với những cái động tác sẽ nâng cao và tác động mạnh hơn nữa tới toàn bộ hệ cơ xương khớp của chúng ta, có cái mối liên hệ mật thiết với nhau để giúp cho tất cả các khớp của chúng ta phục hồi rất là nhanh sau những bài tập này. Và nếu như mà bạn thường xuyên luyện tập cùng Nguyễn Hiếu thì Nguyễn Hiếu tin rằng chỉ sau khi kết thúc 3 tuần này thì gần như là các khớp của các bạn đã được phục hồi và dẻo dai khá hoàn thiện rồi. Và chúng ta tiếp tục với những bài tập của tuần 3. Chúng ta bắt đầu này. Với bài tập này thì chúng ta bắt đầu với tư thế cái cầy. Bạn duỗi thẳng hai chân, sau đó là chúng ta từ từ nằm xuống và tay duỗi thẳng ép sát vào cơ thể, hai chân chúng ta co lại. Bạn quan sát những điều làm lần đầu, sau đó chúng ta lựa theo sức của mình và luyện tập. Và khi tập động tác này thì chúng ta nhớ là luôn luôn để đầu cổ giữ thẳng, cằm gập sát về phía ức thế, và để cho cái xương sống của chúng ta nó được kéo giãn hoàn toàn. Hít vào, chúng ta co chân, nâng mông bật lên. Và khi mông chúng ta được bật lên thì hai tay chúng ta phải nhớ ôm đỡ lấy phần mông của mình và chúng ta đẩy về phía trước đó. Sau đó nhẹ nhàng chúng ta lại thở ra và từ từ hạ mông, hạ chân xuống. Tiếp tục lần thứ hai, hít vào, nâng chân, bật mông lên, tay đỡ lấy mông và chúng ta đẩy mông về phía trước đó. Chân chúng ta duỗi thẳng dần, thở ra, từ từ chúng ta hạ lưng, hạ mông xuống. Với tư thế này nếu như mà bạn cảm thấy khi tập có khó chịu, căng tức vùng ngực thì chúng ta luyện tập theo khả năng của mình thôi. Nếu như bị huyết áp cao hoặc tim mạch thì chúng ta có thể bỏ qua động tác này. Chúng ta tiếp tục với lần 2. Hít vào, co chân, bật mông, tay ôm lấy mông và đẩy về phía trước. Và từ từ thở ra, hạ mông xuống thật nhẹ nhàng. Thêm 2 lần nữa. Hít vào sâu, nâng mông, bật lên đó, chân duỗi thẳng dần và chúng ta dùng tay đẩy hông để đưa chân của chúng ta chạm xuống dưới sàn. Thở ra, từ từ hạ lưng, hạ mông xuống. Lần cuối cùng, hít vào, nâng mông, bật mông lên, tay đỡ lấy thắt lưng, đẩy hông về phía trước và chúng ta giữ ở đây, hít thở đều. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào và thở ra, từ từ chúng ta nhẹ nhàng hạ lưng xuống, hạ chân xuống và duỗi thẳng hai chân tay. Chúng ta thư giãn điều hòa và hít thở. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào và thở ra. Khép hai chân lại, hít vươn hai tay qua đầu, duỗi dài cho cơ thể và thở ra, hạ tay xuống, nghiêng mình sang bên phải và từ từ chúng ta ngồi dậy. Tiếp tục với tư thế tiếp theo. Bạn duỗi thẳng hai chân. Duỗi thẳng hai chân. Chúng ta tiếp tục với tư thế gọng kim. Kéo căng cái gót chân ra ngoài và hướng ngón vào trong cơ thể của chúng ta. Hít vào, vươn hai tay lên, duỗi thẳng căng cánh tay, thẳng căng để sát vào tai, để lưng thẳng và ngực đẩy về phía trước. Thở ra, gập người xuống, vươn dài tay để nắm hai ngón trỏ và ngón cái, nắm vào ngón chân, kéo khuỷu tay xuống, mắt đầu cổ nhìn thẳng. Hít vào, nâng hai tay và cơ thể lên, đẩy căng lồng ngực, cánh tay đưa sau tai. Thở ra, gập người xuống, vươn với tay nắm lấy ngón chân, kéo khuỷu tay xuống, mắt đầu cổ nhìn thẳng, hít thở đều.
Sau đó tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên, kéo thẳng cánh tay lên. Thở ra, từ từ vươn dài người gập về phía trước, tay nắm lấy các ngón chân, kéo khuỷu tay xuống, mắt nhìn thẳng. Thêm một nhịp cuối cùng, hít vào thật sâu, tay vươn lên. Thở ra, gập người xuống, tay nắm lấy ngón chân, kéo khuỷu xuống, hít thở đều. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Hít vào và thở ra. Nhẹ nhàng hít, vươn hai cánh tay lên, sát tay đẩy căng lồng ngực và thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng. Bạn thấy thế nào? Rất dễ tập đúng không? Và chúng ta tiếp tục với những động tác tiếp theo nhé. Chân của bạn, chân phải duỗi thẳng và chân trái chúng ta co lại. Co lại này. Đặt úp lòng bàn chân trái. Úp lòng bàn chân trái vào bắp đùi trong của bên phải. Thẳng lưng lên, kéo căng gót chân ra ngoài. Hít vào, vươn hai tay lên, thẳng cánh tay sát tay. Thở ra, gập người xuống, ôm lấy bàn chân, thở hết và kéo trán chạm xuống chân. Hít, từ từ vươn hai tay lên. Chúng ta quay vặn người sang bên trái, chống hai tay xuống sau mông và đùi của chúng ta và kéo trán chạm sát xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực. Thở ra, gập người xuống, ôm lấy chân và kéo trán chạm sát gối. Hít, vươn hai tay lên. Thở ra, vặn sang bên trái, từ từ kéo trán xuống. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, gập xuống bên phải, ép trán sát gối. Hít vào, vươn tay lên, nhịp cuối cùng. Thở ra, vặn sang bên trái, gập trán xuống. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, vươn tay lên và thở ra, gập người xuống chân bên phải. Ép trán gối sát lại với nhau. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Sau đó hít, vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng. Chúng ta duỗi chân trái ra và chúng ta tiếp tục với bên phải. Chân trái giữ chân phải của chúng ta, co lại, đặt vào khớp háng của bên trái, đặt sát vào bắp đùi trong của bên trái, kéo căng gót chân trái ra và hướng ngón vào trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta bắt đầu là hít vào, vươn hai tay lên, thẳng sau tai, quay vặn người sang bên phải. Thở ra, gập trán xuống. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, gập xuống chân bên trái, ép trán sát gối. Vòng hai, hít, vươn hai tay lên. Thở ra, vặn sang bên phải, ép trán xuống chạm sát gối. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, gập sang trái, ép trán xuống. Hít, vươn hai tay lên. Thở ra, vặn sang bên phải, úp trán sát gối nè. Hít vào, vươn hai tay lên. Thở ra, gập sang bên trái, ép trán xuống. Vòng cuối cùng, hít, vươn tay lên. Thở ra, vặn sang bên phải, úp trán và giữ hít thở đều. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Hít vào, nâng tay lên. Thở ra, gập xuống chân trái, ép trán xuống và giữ. Hít vào và thở ra. Từ từ hít, vươn tay lên. Thở ra, hạ tay xuống và thả lỏng. Sau đó chúng ta duỗi thẳng hai chân, thư giãn và thả lỏng cho hai chân. Thả lỏng cho hai chân. Khép hai chân lại. Tay của chúng ta chống ngang với, úp ngang với mông của mình. Hít vào thật sâu. Thở ra, từ từ hạ hai khuỷu tay xuống, đẩy căng
căng lồng ngực lên, chạm đỉnh đầu xuống dưới sàn. Hít thở đều, hít vào và thở ra. Từ từ hít, nhấc đầu lên, đẩy căng ngực ngóc đầu lên. Lần hai, thở ra, hạ đầu xuống. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó hít vào, nhấc đầu lên và thở ra, hạ vai, hạ đầu xuống, thoát hai tay đan sau đầu. Hít kéo gập cằm sát về phía ức. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra, hạ đầu xuống, hai tay xuôi theo thân và thả lỏng thư giãn cho cơ thể. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Khép hai chân lại, chống khuỷu tay và chúng ta nâng cơ thể lên ạ. Bạn co hai chân sát lại với nhau, chụm lòng bàn chân vào với nhau. Chúng ta tiếp tục hít vào thật sâu, thở ra, mở hai chân sang hai bên. Hít vào, chụm chân lại, thở mở sang hai bên. Chúng ta làm khỏe khớp háng, khớp gối và cổ chân. Hít vào, thở ra, 4, hít, khép chân lại, thở mở chân sang hai bên. 5, hít vào, thở ra, 6, hít, chụm chân lại, thở mở sang hai bên. 7, hít vào, thở ra, 8, hít, chụm chân lại và thở ra, mở hai chân sang hai bên, thả lỏng khớp háng và hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, hít từ từ chụm chân lại. Chúng ta hạ ngón chân xuống, khuỷu tay vẫn chống, nâng cơ thể lên và chúng ta đạp xe. 1, 2, bạn mở rộng vòng đạp. 3, 4, hít thở đều. 5, 6, 7, 8, 9, 10, đạp ngược trở lại. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hạ chân xuống. Chúng ta nằm xuống, duỗi thẳng chân tay, thư giãn cái phần lưng và xương sống. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó co hai chân lại, sát về phía ngực. Chúng ta massage cho lưng. Hít bật lên, thở. Hít, thở. Hít, thở. 10 nhịp 4, hít, thở. Hít, thở. Hít, thở. Hít, thở. Hít, thở, hít, thở, hít, thở và hít vào, thở ra, hạ cơ thể xuống, duỗi chân và chúng ta nằm xuống thư giãn trong cơ thể. Hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra. Bạn đã từng có một cơ thể và những khớp xương khiến bạn di chuyển một cách giới hạn. Bạn đã gặp khó khăn trong việc cử động cũng như việc di chuyển đi lại. Bạn đã thất vọng vào thời điểm đó. Và bây giờ, bạn muốn thay đổi điều đó để có thể đi lại khắp thế giới này như bản chất vốn dĩ của nó. Và có thể trải nghiệm mọi điều qua một cơ thể khỏe mạnh, các khớp dẻo dai và bộ não đầy đủ nhất. Bạn đã làm điều gì đó để gây tổn hại đến các khớp và cơ thể bạn. Bạn đã để lại một dấu ấn cho những trải nghiệm đi lại khó khăn và vô thức đã bảo vệ bạn khỏi việc đi lại, di chuyển cho đến tận bây giờ. Bạn hãy cảm ơn vô thức của bạn đã mang đến để ngăn bạn tránh xa việc đi lại khó chịu đó. Cảm ơn vô thức của bạn. Cảm ơn vô thức của bạn.
Bây giờ bạn đang bước tiếp đến tương lai. Khi bạn đang bước tiếp đến tương lai, vô thức làm ơn hãy hỗ trợ bạn trong việc tạo ra khả năng để bạn đi lại, cử động các khớp và cơ thể hoàn hảo trở lại. Những trải nghiệm tốt khiến bạn mạnh mẽ, những trải nghiệm xấu khiến bạn mạnh mẽ hơn. Bạn đang nhận thấy cơ hội trong mọi tình huống mà bạn trải nghiệm thông qua những giác quan của bạn, đặc biệt thông qua cơ thể mềm mại và các khớp dẻo dai, trơn tru, mướt mịn. Bạn đang có một cơ thể hoàn hảo. Bạn đi lại uyển chuyển trên mọi con đường. Bạn chạy bộ nhanh nhẹn trên thảm cỏ xanh mướt. Bạn uốn mình mềm mại qua những bài tập yoga. Bạn xoay vặn mình dễ dàng như một đứa trẻ. Khớp chân, khớp tay, khớp lớn, khớp nhỏ trên khắp cơ thể bạn thật dẻo dai, mềm mại và trơn tru. Bạn có thể chạy hàng chục km cực kỳ dễ dàng. Bạn có thể leo núi với độ cao hàng nghìn mét. Bạn đang tận hưởng và bạn yêu thích việc đi lại. Bạn là một người nhanh nhẹn, hoạt bát và khỏe mạnh. Bạn chuyển động chậm hay chuyển động siêu nhanh một cách dễ dàng. Bạn đi được, bạn chạy được cả ở những nơi không bằng phẳng. Cơ, khớp của bạn rất linh hoạt và điều khiển được theo những chủ đích của bạn ngay lập tức. Bạn tán dương khả năng của bạn để tận hưởng những trải nghiệm của bạn và tận hưởng cơ thể thông qua một cơ thể trẻ, khỏe với các khớp dẻo dai, trơn tru. Bạn có bộ xương, khớp hoàn hảo và cơ thể hoàn hảo. Bạn có khả năng tưởng tượng hoàn hảo tất cả những điều mà bạn tạo ra cho mình. Trí tưởng tượng của bạn cực kỳ sống động. Và mọi thứ bạn tạo ra với cơ thể của bạn trở thành hiện thực ngay lập tức. Cả các khớp lớn, khớp nhỏ, bên trong đều bên trơn tru và khỏe mạnh. Bạn được thiên phú cho một cơ thể hoàn hảo. Cảm ơn vô thức của bạn. Cảm ơn vô thức của bạn. Cảm ơn vô thức của bạn. Từ đưa tâm trí trở về với cơ thể. Đưa tâm trí trở về với cơ thể. Nhúc nhích ngón chân, bàn chân, bàn tay, nhúc nhích bàn tay, bàn chân. Nghiêng đầu sang phải, sang trái, phải, trái, phải, trái. Đưa đầu về trung tâm, khép chân lại. Hít vào, vươn hai tay qua đầu, duỗi 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 dài cho cơ thể, thở ra và hạ tay xuống, nghiêng mình sang bên phải, tư thế Phật nằm cho tim nghỉ ngơi, tĩnh lặng và nhịp thở. Và từ từ chúng ta nâng cơ thể ngồi dậy. Và trải nghiệm của bạn vừa rồi cảm thấy thế nào? Nhớ chia sẻ cho Nguyễn Hiếu biết nhé. Và cái bí quyết để mà chúng ta luôn luôn khỏe mạnh là bạn không cần phải đấu tranh quá nhiều để vượt qua bệnh tật. Chỉ cần một quá trình đơn giản như vừa rồi thì cái sự khỏe mạnh nó sẽ tự xuất hiện và tự phát triển bên trong cơ thể của bạn. Và cơ thể của bạn sẽ tự hàn gắn và chữa lành tất cả mọi bệnh tật và giúp cơ thể của chúng ta phục hồi và trẻ hóa trở lại rất là nhanh và hiệu quả. Và điều quan trọng ở đây là Nguyễn Hiếu muốn rằng bạn cần phải tham gia luyện tập hết sức nghiêm túc và luyện tập trọn vẹn bài tập. Hãy dành ra cho mình một khoảng thời gian cố định
và luyện tập trọn vẹn bài tập của Nguyễn Hiếu để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và bạn hãy luôn nói rằng bạn là người hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Om Namaste.